Hello Sơn Lê. Nghe mời chắc không có cửa Windows à? Chưa thấy thử. Anh Thành ơi. Anh Thành. Còn cả mạch em ơi, ông lên tập cái bài em test thử một trận thử anh. Anh em kêu test thử anh em ơi của anh thử một trận này. Lên đây. Quấn thử anh ơi. Tập cái bài đây. Làm một trận thử. Ok, đó là đánh nghe mười một trận thử. Anh một phun máu rồi nè, đang có sạch máu này. 58 bệnh. Lên thử lại không? Thôi đợi đánh nghe mười trước nha Lên ơi, đợi đánh nghe mười trước nha Lên ơi. Rồi, ok. Rồi, video này đánh đi rồi em cho lên TV nha. Đây, cố gắng nha anh ơi. Hiện tại bây giờ em không có mang làm chậm nhiều. Ủa sao em không... từ từ đánh đi. Cách bùa đó. À, đánh đi này. Để cho mình quên tắt auto cách bùa á. Đánh đều cho dọn nè anh Thành, anh Thành. Rồi, cho kiểu này em mới đánh lại em rồi. Không lại em rồi, tầm này không lại em rồi. Em cần em sát lại muốn chết rồi. Né né nghe mi kia ra. Chạy ra anh Thành ơi, chạy xuống đây, chạy xuống đây. Nghe mi kia, chạy xuống đây. Nghe mi đứng nó bút, anh đánh trở lại. Nói chung là cắt được cái bùa này đánh thôi anh em. Hữu độc cơ nào. Được không anh? Né 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 nghe mi. Rồi xuống người em trưởng này. À, đánh nghe mi thì mình giảm bút máu lại không còn nhiều nữa. Không thấy, ủa em mát mà không thấy. Né né nghe mi ra tụi anh, đụng anh. Con kia phản nghe mi không? Hả? Phản nghe mi không? À, thiên nhẫn hả? Chết nè, chết nè. Chết nè. Nãy chưa quýnh bắt đọc á, quýnh không được á. Cứ đùa. Cứ đùa, không kịp bụng máu nè, cứ đùa. Không cần đánh trưởng luôn. Không cần đánh trưởng luôn. Cố gắng rồi. Đấy, nghe mi mà cũng khó chứ đâu đơn giản nè em. Nghe mi cũng bằng kỹ năng cũng có nè, hai này tóc 39 nè, thấy chưa? Em không cần mang làm chậm luôn anh Thành. Anh Thành thấy chưa? Anh lịch